Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Buổi tối đó anh có mặc cái quần tà lõn à, mà em chưa kịp nói anh đùng anh đi à. Xin mời quý vị cùng cho một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Kiều Nhi, năm nay em 20 tuổi. Nhi đang làm gì? Dạ, hiện tại là em đang làm bên tư vấn bán hàng. À, thế còn chú rể? Em chào anh Quốc Thượng và chị Hồng Vân và các quý vị trong trường quay. Em năm nay 21 tuổi, tên Chí Hùng. Chí Hùng? Chí Hùng. Dạ. Ôi, sao mà vợ chồng trẻ dữ vậy? Ừ. Hùng đang làm cái gì ạ? Dạ, em đang là thợ mộc, trang trí nội thất. Tụi em là ở Sài Gòn hay là ở đâu? Dạ, ở Sài Gòn luôn anh. Cái câu chuyện ban đầu của tụi em như thế nào? Kể anh nghe đi. Dạ, lúc đầu thì em... Lúc đó là em kiếm Zalo gần đây á, thì em thấy nick của chồng em á, để cái status đó là cần tìm người yêu. Ừ. Cái xong cái em kết bạn, xong em mới nhắn tin vô em nói em làm người yêu anh được không? Ừ. Thì cái anh chấp vợ thì anh cũng nói chuyện nhắn tin qua lại khoảng chừng một tuần sau á, rồi tụi em mới đi trà sữa. Trời đất, tin Zalo xong đi trà sữa. Cái lúc mà đi trà sữa thì vợ em có dắt thêm người em sinh đôi. Dạ. À, sinh đôi hả? Con em sinh đôi. Dạ có. Ừ. Dạ, xong rồi vô trà sữa thì nói cũng nói chuyện là vợ em hỏi là có biết là ai không, thì qua hình ảnh thì em cũng nhận ra vợ em là người đó. Ừ. Xong rồi nói chuyện với nhau một lúc, xong rồi vợ em kêu là chở em của vợ em về nhà, xong rồi hai đứa đi chơi. Ủa nhưng mà cái lúc mà tụi em quen nhau trên Zalo đó thì em á, em có thấy hình của cái cô này không? Dạ có. Ừ. Lúc đó thì vợ em có để anh đại diện. Ừ. Mà người thật có giống trong hình không? Có dùng mà 360 được không? Dạ không anh, nói chung là đều dùng người thật. Mộc đúng không? Ừ. Nói chung là mộc. Mà giống nhau y chang không? Dạ giống. Ra là em nhận được liền không? Tại vì sanh đôi sao mà em nhận được liền hay vậy? Ông cũng có nhiều nét khác nhau chứ mình dòm cũng phải biết gì. Vậy hả? À. Không, tại vì lúc ảnh về sau này cưới về anh mới nói là anh nhận em, tại vì lúc đó lúc đó là vòng một em khủng. Trời ơi. Cái gì? Thì bao lâu thì hai đứa mới là bắt đầu yêu nhau? Cái thời gian thì ảnh tán tỉnh em á thì giống như là lâu thôi. Quen thì quen nhanh lắm. Quen thì khoảng tháng mấy là thèm cưới. Tháng mấy cưới vậy hả? Ủa nhưng mà sao mà quyết định lấy chồng sớm quá vậy? Dạ cái đó là tại bác sĩ kêu tụi em sớm. Vậy hả? Non nớt dại khờ quá. Lẹ quá. Nhưng mà trong cái thời gian quen nhau có xung đột, có cãi vã nhau không? Có cái đợt mà em với anh gặp sau vụ trà sữa là tụi em quen cỡ một tháng. Cái em thấy anh này không hợp nói chuyện, tại vì em thì nói nhiều, còn ảnh thì ít nói lắm. Ảnh lạnh lùng, nói chung ít nói lắm. Cái em mới thấy chán quá, cái em không quen với ảnh nữa. Bẵng đi 3 tháng sau á, cái lúc đó là Trung Thu, em mới nhắn tin rủ anh ra công viên nói chuyện. Cái xong cái ảnh đang ngồi nói chuyện với em, mà ảnh cầm cái điện thoại, ảnh nhắn suốt. Em không biết nhắn với ai luôn. Cái em mới bực mình quá, em giật cái điện thoại của ảnh. Cái em thấy tin nhắn với một người con gái khác. Mà trong khi đó là lúc đó là trong thời gian nó cua em mà em không chấp nhận, mà như kiểu là em không thích độ của em mà em không xài là em không xài là em không muốn người khác xài. Trời, tính tốt ghê luôn. cái lúc đó em mới bực quá, em lấy cái điện thoại của ảnh, cái em gọi vô cái số đó, cái em mới nói ủa bạn là ai vậy? Mình là bồ của anh Hùng nè. Ừ. Cái xong cái bạn đó cũng ngạc nhiên. Cái xong cái khoảng chừng tiếng sau cái bạn đó kêu anh của bạn gọi lại. Ừ. Gọi lại chồng em. Lúc đó gọi hội nghị chung á là bốn người, cái hỏi chồng em á là giữa em với lại em gái của ảnh á chọn ai. Cái chồng em suy nghĩ một hồi á thì nói là mới chọn em. Cô kia là em quen trong thời gian mà bạn này chia tay em đúng không? Dạ đúng vậy. Rồi xong rồi lúc cũ có khóc dữ không? Dạ không, tại vì cái lúc đó thì em với bạn gái đó chỉ là bạn bè bình thường thôi, chỉ
gặp nhau đi chơi uống nước đồ này nọ thôi. Chị mắc mới gì xong trong khi ngồi kế bên vợ mà nhắn tin, không lo nói chuyện vợ đi mà mới quê cảm thấy không có tôn trọng em. Mới quê là phải đắm đuối rồi đó ha, mà tự nhiên ngồi nhắn tin là sao? Thì cái lúc đó nói chung là cũng một phần nữa là em muốn coi cái thái độ, cái cảm giác của vậy mà sao á. Thiệt không? Tại vì cũng 3 tháng không gặp á thì vợ em hẹn ra, xong rồi em cũng không biết là hẹn ra có việc gì, xong rồi em mới nhắn về em thử coi cái cảm giác nó ra sao. Thì lúc đó thì không biết là có phải ghen hay không, nhưng mà vợ em giật điện thoại em gọi cho người kia. Xong rồi từ lúc đó thì bắt đầu em mới quyết định là chọn vợ em bây giờ. Là chọn. Rồi sau đó thì như thế nào? Hai đứa có lúc quen nhau á, quen nhau rồi có đưa nhau về gia đình không? Gia đình hai bên hay không? Dạ sau cái đợt đó thì cái buổi tối đó thì cái ảnh chở cái ảnh hai đứa đi ăn chung nhau, cái ảnh nói chuyện về dưới quê của ảnh á, quê ảnh có cái gì vui vui á, cái em thấy trời sao vui dữ vậy, cái xong cái em kêu thôi hay là anh chở em về quê anh chơi đi cho em biết sao. Cái thì lúc đó hai đứa cũng đi xuyên đêm luôn. Đi xuyên đêm à? Đi xuyên suốt 6 tiếng đồng hồ xuống Cần Thơ luôn. À đi về đi xe máy. Dạ quê em Cần Thơ. Đi xe máy hả? Dạ. Có nghỉ vô đường không? Dạ gần tới nghỉ. Cái không gần tới nghỉ. Dạ lúc đó nghỉ là về tới là 2 giờ mấy sáng là tụi em thuê nhà nghỉ nghỉ. Cái đó là nhà nghỉ nghỉ. Cái đó là đêm ta kể đi, tôi biết ông hỏi gì rồi đó, mệt ghê. Cái đó kể là tiếp đi cơ. Cái đó là đêm kinh hoàng với em. Đêm kinh hoàng đó. Là lúc đó thì nghỉ thì em lúc nào em thay đồ tắm rửa xong em nằm cái em với ảnh như nằm riêng, lúc đó là chưa có gì hết á. Cái tự nhiên em đang nằm em thiêu thiếp ngủ, cái tự nhiên ảnh cứ ôm em, cái xong cái ảnh cứ đụng chạm với em hoài mà em không có thích. Cái em mới đẩy anh ra ngoài, cái tí nữa anh cứ đụng hoài bực quá em quăng gối xuống giường, em mới nói giờ anh ngủ đây đi, em xuống dưới đất em ngủ. Cái xong anh mới nói thôi em lên ngủ đi, anh không làm gì em đâu. Mà em nằm tới sáng em đâu có ngủ được đâu, em phòng bị. sợ hả coi như nguyên đêm không ngủ. Nói nghe nè, rồi cái buổi tối hôm đó lúc mà nguyên đêm mà vợ em không ngủ để phòng hờ em á, thì em cảm giác em sao? Chúc là cái đêm đó là nó cũng bực bội em người lắm chị. Bực bội nhưng mà xong có thấy thương vợ hơn không? Dạ có chị, tại vì có bực bội nhưng mà thấy vợ em vậy thì em cũng tôn trọng. Nên em không có làm gì xong nên ngủ thôi chứ không có đụng chạm gì tới nữa. Rồi đêm đó sẽ là cái đêm mà để mà mình nghĩ là mình chắc chắn là mình sẽ phải lấy của nhiều hơn nữa đúng không? Dạ. Rồi cái sự cố gì mà tại sao phải lấy sớm? Bác sĩ nói là nói sao? Là ở đâu? Cái em nhớ là đó là ngay bữa mùng 2, mùng 3 Tết vậy. Là em chở vợ em đi xem phim. Xong rồi về nhà, xong rồi cái về xong cũng mệt, xong rồi hai đứa mới vô phòng nằm nói chuyện. Ở phòng nhà nào? Phòng của vợ em, ở nhà vợ em. Xong rồi vô đó nói chuyện thì nói chung là vô đó thì lửa gần gơm ấy, thì cái gì nó xảy ra nó tới. Nói chuyện rồi cái đầu họ mệt quá không nói luôn. lúc mà phát hiện là em có tin á, em cũng hoang mang lắm. Cái em gọi ảnh mà anh cũng hoang mang lắm, kêu ảnh giờ tính sao anh. Cái anh nói để anh suy nghĩ. Rồi lúc anh báo với ba mẹ anh sao? Thì mới đầu thì em hoang mang lắm, em chưa dám nói với ba mẹ đâu. Xong rồi em mới gọi điện về hỏi ý kiến của chị. Tại vì lúc đó là em là thân thiết với chị nhất. Xong rồi chị mới hỏi là nếu mà lỡ như vậy rồi đó, xong rồi hỏi em có thương vợ em không. Thì em nói là có thương thật. Xong rồi chị em kêu nếu như vậy thì nói với ba mẹ, để ba mẹ qua bên nhà thưa với ba mẹ vợ em. Xong rồi hai đứa tiến tới hôn nhân. Lúc ba chồng em qua là lúc em mới gặp trực tiếp, nói chuyện trực tiếp. Mà cũng ba mẹ chồng cũng nghiêm lắm. Lúc mà qua hỏi á, cũng em cũng sợ lên, cũng không dám nói gì á. Tới sau này cũng như em cũng khó gần bên nhà chồng em lắm. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì nói chung là bên nhà chồng em cũng ít nói á, nên không có gần gũi thân thiết lắm. Ủa vậy là giờ hai tụi em ở đâu? Ở riêng hay là ở chung? Bây giờ là hai đứa em ở bên nhà vợ em. Ở bên nhà vợ ở trên đây, ở đây trên, dạ. Ở thành phố. Dạ cũng cách nhà chồng em 300 mét rồi. Tụi em đến nhà là được một năm, hai năm rưỡi. Rồi về ở chung với nhau là còn quá trẻ như vậy đúng không? Bị có những cái chuyện xung đột hay là có những cái chuyện gì chưa hiểu nhau, nó trắng là có thật xấu gì lòi ra không? Thật xấu của anh cũng nhiều lắm mà.
ở dơ là ghê nhất. Ảnh về mà người ngợm anh bụi không à, em kêu tắm đi rồi muốn vô phòng nằm, cái anh cứ để mặc nguyên bộ đồ vô phòng nằm, cái em phải nói hoài mới đi tắm, rồi đồ đạc cái đồ đi chơi riêng, đồ đi làm riêng em để mà ảnh mặc tùm lum hết, biết là đồ nào cũng thành đồ đi làm hết á. Ở dơ, tóm lại là ở dơ. Rồi còn gì nữa? Nóng tính, cọc tính lắm chị. Ví dụ em đã nóng tính rồi, ảnh còn nóng hơn em nữa. Cái lúc mà em nóng tính là em chọi đồ rồi, ảnh còn chọi đồ còn hơn em nữa. Coi như ảnh chọi đồ nặng hơn em nữa. Em chọi mà em lựa mấy cái rẻ tiền em chọi. Anh chọi là liền điện thoại không à. Trời ơi. Rồi bây giờ vợ em là kể thật xấu của em là chỉ có 2-3 cái nè. Còn vợ em có tính xấu không? Chút là cũng có vậy, tại tính của vợ em là nhiều khi nông nổi quá, với lại bồng bột, cứ nghĩ cái gì là làm mà không có biết suy nghĩ, lại nóng tính nữa. Với lại cũng gây lộn thì sao? Gây lộn thì 2 vợ chồng em gây lộn ít khi nào mà giận nhau quá một ngày lắm vậy. Chỉ gây nhau xong rồi một vài tiếng sau là hòa thôi. Có cái đợt em gây lộn với ảnh á, cái buổi tối đó ảnh có mặt ở vườn Tà Lõn à, cái em đuổi anh ra khỏi nhà buổi tối nữa, không mang điện thoại mang tiền gì á, ảnh cũng tức mình, cũng nóng tính, cái xách đích đi ra khỏi nhà luôn. Mở cửa ra luôn, cái xong mẹ mới nói sao mày ác như vậy. Mà em chưa kịp nói, ảnh đùng anh đi à, cũng khoảng hơn nửa tiếng. Ảnh đi lâu á, hơn nửa tiếng mới mở cửa đi tiền. Em thấy ảnh đứng bên ngoài hiên á, cái anh ôm người vậy nè, ảnh lạnh. Lúc đó em thấy tội nghiệp lắm, mà em cũng thấy mắc cười lắm. Tại vì cái tôi anh cũng cao lắm, em nóng tính, anh còn nóng hơn em nữa. Có nghĩa là em giận, em tức, em đuổi anh đi vậy đó. Thì có khi nào mà em á, ngược lại, em giận, tức quá, em không cần để đuổi, em bỏ đi luôn không? Có. Ảnh kiếm em không? Có, anh kể đi anh. Kể đi. Cái đợt đó là 2 vợ chồng em cãi nhau á, xong rồi vợ em xách bỏ đi. Xong rồi dắt đó hình em nhớ là 9-10 giờ đêm vậy á. Đi nhưng mà một phần cũng là muốn em đi kiếm. Để nhắn tin cho em, kêu là anh đi kiếm em đi, anh biết em ở đâu không? Trời ơi. Đúng là tôi tin. À, người vợ tôi tin, cô bé. Xong rồi em cũng xách xe đi kiếm vợ em qua nhà bạn á. Thì em vô em hỏi bạn em là có vợ em đây không, thì bạn cũng che giấu nó là không có, nhưng mà có cái là giấu đầu lòi đuôi anh. Rồi, xe dắt vô nhà nhưng mà ở ngoài đôi dép thì để ở ngoài. Xong rồi em mới kêu là ở trong nhà thì ra đi về để tối, chứ lại để con ở nhà nữa nó đòi em không, nó khóc. Bắt đầu xong rồi vợ em mới ra thì em chở vợ em về. Về luôn, về mẹ em chửi quá trời luôn. Nói chung là mẹ em thương lắm, cái diễn binh ảnh á, ăn diễn chừa cho chồng em rồi hả. Thương còn hơn em nhiều khi, em thấy ganh tị luôn á. Gia đình em thì thương ảnh vậy, nhưng mà gia đình bên ảnh á thì có đối với em giống như vậy không? Dạ không. Lý do? Tại chắc gì họ khác em không biết nữa, mà em nói chuyện thì không hợp với bên gia đình chồng em. Nhiều khi em cũng buồn lắm, em nói với chồng em á là em sao không được á, mà em thấy tội con em. Người ta có bà nội ông bà nội có quan tâm, mà con em không có. Nhưng mà em có biết lý do tại sao không? Không, tại vì gia đình ba mẹ em là nào giờ nó vậy. Nói chung là đối với những cháu kia cũng vậy, tại vì nhà đông anh em với lại đông cháu á, nên tới 8 người tình chị cảm nó cũng không có được nhiều. Với lại một phần là em cũng xa ba mẹ từ nhỏ, nên cũng không có thân thiết nhau lắm. Bây giờ thực ra em nếu như bây giờ em hình dung là nếu như ba mẹ chồng em coi cái chương trình này á, thì em muốn ba mẹ chồng em hiểu nhất cái điều gì? Thì con muốn á, là được ba mẹ quan tâm tới con của con nhiều hơn. Tại nhiều khi á, ra ngoài đường á, thấy người ta ông bà nội á chăm sóc cháu á, con cũng ganh tị lắm. Có nhiều khi á, thì con cũng có nói mấy cái là bất bình á với mấy chị, nhưng mà tại lúc đó là con cũng hơi nông nổi, con cũng mong á qua chương trình này á, cái tình cảm á của ba mẹ dành cho con với là anh chị á cũng sẽ được cải thiện hơn. Chị thấy vậy nè, em đang ở trong một cái môi trường với gia đình em, thì tạm thời bây giờ em chấp nhận cái cuộc sống đó, cái hạnh phúc đó với ông bà ngoại trước. Rồi em sẽ, hai vợ chồng sẽ có cái cách mà tiếp cận từ từ với ông bà nội. Em phải thông cảm với ông bà nội. Thứ nhất là lớn tuổi, thứ hai là
thực ra cái người con này cũng sống ở xa ba mẹ rất là lâu, đúng không? Dạ. Thì đối với tất cả các cháu ông bà đều như vậy, chứ không phải là đối với riêng con của em. Thì thành ra là em cứ tạo cái mối quan hệ đó với ba mẹ một cách từ từ, tiếp cận từ từ, tất cả là do em hết. Dạ. Hiểu không? Còn á, về phía gia đình của Hùng, của Hùng á, thì nhân đây thì cũng gửi lời đến hai bác là khi mà dâu đã bộc lộ hết và tâm sự sẽ chia hết với hai bác về cái tình cảm của con dâu, thì vì các em nó còn nhỏ quá, nhiều khi cái cách cư xử đối nhân xử thế nó chưa có được chững chạc, nhưng mà hai bác thông cảm và cũng các anh các chị thông cảm là các em nó còn nhỏ quá mà đã phải gánh vác một cái cuộc sống của một người trưởng thành á, đã phải chăm con nè, đã phải tự bươn chải để mà lo cho cuộc sống gia đình nhỏ, thì có những điều gì mà chưa vừa ý thì bác cũng như các anh chị chăm trước bỏ qua cho con dâu, cho em dâu. Thông qua cái việc đó thì cũng Hùng sẽ bớt khổ, là mong là mọi thứ được cải thiện theo chiều hướng tốt hơn. Chúc mọi người tốt. Dạ, cảm ơn chị Hùng Vân và anh Quốc Thuận. Em là viết thư là hỏi là bạn có muốn là đồng ý làm bạn của mình hay không. Đồng ý thì em thấy sao dễ dàng này. Bây giờ thì chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Trời, bữa nay chương trình được tiếp toàn những cặp vợ chồng son mà đúng nghĩa luôn á. Rồi, giờ mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thật, xin chào chị Hồng Vân và toàn thể khán giả. Em tên là Thùy Nhung. Về hiện tại em đang là kế toán của một doanh nghiệp tư nhân tại Vũng Tàu. Dạ. Nhung bao nhiêu tuổi? Dạ 25 tuổi ạ. 25 tuổi. Thế còn em? Đầu tiên chào Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Chào khán giả trường quay. Em tên là Minh Nhật, hiện em năm nay 25 tuổi. Hiện đang làm kỹ sư dự án ở tại Vũng Tàu. Wow, hai bạn ở Vũng Tàu. Dạ. Lên đây rồi hồi nào? Dạ, tụi em lên được chiều qua. Chiều qua. Rồi cái chuyện tình yêu của hai em bắt đầu như thế nào? Buổi đó là buổi đầu tiên nhập học. Thì em là người ngồi cuối lớp. Thế là bên mấy bạn nữ từng lượt lần lượt đi vào lớp. Thì ngay lần đầu em gặp vợ em bây giờ là em đã biết là giống như tình yêu sắt đánh. Là em đã bắt đầu lên kế hoạch ngay từ thời điểm đó. Chắc có lẽ là tập làm dự án luôn rồi đó. Chắc có lẽ là trong lớp là vợ em là xinh nhất luôn. Đối với em là xinh nhất. Vừa bắt đầu lên kế hoạch của cô này. Đúng rồi, là ngay tuần đầu tiên luôn. Là em đã viết thư là làm quen. Em là viết thư là hỏi là bạn có muốn là đồng ý làm bạn của mình hay không. Thì ý em là làm đây làm người yêu chứ không phải làm bạn bạn trong lớp. Thế là vợ em cũng là nghĩ ngược lại, nghĩ là làm bạn thân thôi. Thế là đồng ý thì em thấy sao dễ dàng này. Thế là qua tuần sau là một bức thư tiếp nữa tỏ tình là làm người yêu, lần này em nói thẳng là làm người yêu luôn. Thế là vợ em kêu là không đồng ý. Vợ em kêu là sợ bị thầy cô phát hiện là bị đuổi học, rồi sợ không học được, sợ ba mẹ buồn biết rồi sẽ la. Nhưng mà em nghĩ là yêu thì học vẫn học được, cứ sao đâu. Thế là em học cho bạn ấy thấy. Thế là em vừa quen vừa thích bạn ấy vừa học. Thế là kết thúc được năm học 11 này được đứng nhất lớp. Thế là em viết một bức thư tỏ tình cuối cùng nữa. Trời ơi, bộ viết thư đó ba. Dạ, tổng cộng 3 lần anh. 3 lần á? Dạ. Bức thư tình thứ 3. Thế là bức thư cuối cùng thì em gọi là lần này là gọi là lần cuối cùng rồi. Lần này mà vợ em mà không chịu đó là thôi em bỏ cuộc. Thế là em biết nên thì vợ em quay xuống lườm anh một phát. Ủa nhưng mà cái hành động lườm là ý gì em? Dạ thực tế là cũng trong cái năm đó là cũng có thích rồi. Nhưng mà chắc là tại mình không biết ạ. Dạ xong rồi cái lá thư cuối cùng đó khi mà chồng em gửi cho em á thì em viết lại cũng một lá thư như vậy. Cũng dài. Ý là cũng có trách là cũng kiểu như là em có thích mà tại sao không biết. Thế xong rồi em viết thư đàng hoàng là kêu là dễ hiểu hơn là cho mình bù đắp lại. Thế xong rồi bữa đó mới quen nhau. Dạ. Rồi đến bao lâu thì mới dám được công khai? Dạ, tụi em chính thức quen nhau là ngày 30 tháng 3. Cho tới ngày 30 tháng 4 là đúng một tháng sau là bữa đó là được về lễ. Thế là em cố tình đặt xe chung về là trước giờ ta chưa chung bây giờ cả. Em sẽ lên kế hoạch là lần này sẽ ráng để nắm tay được bạn này lần đầu tiên. Thì lúc em lên xe cho tới lúc về nhà là 5 tiếng đồng hồ.
Em ngồi mà tay em cứ đưa qua cái sợ quá. Thì lúc về hồi hộp. Dạ. Cho tới lúc mà gần về tới nhà, lúc đó máu liều nó lên tới não rồi. Chạy tới đâu. Thế là em mới đưa tay em lên tay bạn ấy. Rồi đó tay em nó ướt, mồ hôi nó đổ ra. Dạ. Em nắm xong gọi là tinh thần nó lên mây rồi. Là xe chạy qua khỏi nhà em không biết luôn. Chạy đó. Chạy luôn. Không biết luôn. Nhà đứa Đà Lạt hả? Dạ. Dạ. Xe chạy qua nhà. Công tâm dám. Dám ông cũng muốn để yên luôn đúng không? Tại lúc đó nửa đêm rồi mà chạy qua nhà chắc khoảng mấy cây số, hai cây số phong xong rồi phải đi bộ về. Tụi em yêu nhau bao lâu thì cưới nhau? Dạ 6 năm ạ. 6 năm. Dạ. Wow. Trong quá trình học đại học thì em cũng có một lần được gặp bố vợ em. Thì bố em mới dặn em luôn là giờ chỉ quen nhau chơi cho biết thôi, chứ mà muốn tính tới thì hãy đợi ra trường hãy tính. Dạ. Thì vợ em vừa ra trường là em tính luôn. Tính luôn là cưới được nhiêu rồi cưng? Đến nay tụi em cưới được 1 năm 6 tháng. 1 năm 6 tháng. Em có bao giờ mà em im lặng mà em khóc không? Dạ có, là lần gần đây nhất, cách đây khoảng lần tháng á. Cái lần cãi nhau là phải nói là lớn nhất của hai vợ chồng á. Là có liên quan tới em bé ở trong bụng em. Dạ. Em đang có em bé à? Dạ. Hả? Có. Chúc mừng nghe. Dạ. Ôi, chúc mừng em ha. Trời ơi, là mấy tháng rồi? Dạ hơn 3 tháng rồi. À. Đâu kể chị nghe coi, cái vụ đó liên quan sao? Dạ là tại vì mình có bầu là cái da mình nó hay bị khô với lại dễ rạn á. Thì em có xài cái kem dưỡng thể. Thế là bữa đó tự nhiên chồng em thấy em bôi thì em tự nhiên mới kêu là không được xài nữa. Xong rồi em mới im kêu là tự nhiên tại sao lại không được xài. Rồi mình cũng im, mình cũng bực dọc vậy á. Thì đâu phải là mình xài mà không, mình không tìm hiểu gì đâu. Thế là im từ đó tới cái lúc mà cãi nhau chồng bực lên kêu là ủa em không có thương, ý là thương con hả? Tại sao em xài mà em không tìm hiểu gì hết vợ? Rồi con nó bị gì sao? Rồi em có biết là trong bụng em là con của anh không? Thế là lúc đó em càng tức nữa, càng bực, nhưng mà cũng không nói bực là ủa chứ anh nói vậy là con anh trong bụng em, là anh thương con anh chứ không phải thương em đó hả? Ý là vậy. Nên lúc đó mình mới bật khóc luôn ạ. Em khóc được hồi thì chồng em cũng khóc theo. Kêu là lần đầu làm ba. Dạ lần đầu làm ba nên vậy. Thế là hai vợ chồng nói qua nói lại được hồi, tại vì em khóc em nhiều, em ức quá, thế là em cũng nói ra được. Thế là chồng lúc sau mới ôm vào lòng rồi dỗ. Dạ. Thôi, dỗ và được rồi. Dạ. Rồi bây giờ kể cho khán giả nghe đi. Dạ. Như là tật xấu của chồng em có nhiều. Thì tật xấu thì cũng có, nhưng mà cái mà làm em sợ nhất đó là cái nóng tính của ảnh thôi. Dạ. Nhiều khi ảnh nóng mà không có làm gì mình, nhưng mà mình rất là sợ. Dạ, sợ lắm. Nhưng mà lúc chồng em nóng tính thì cái biểu hiện của chồng em như thế nào? Đập đồ? Dạ thì hay là lúc đó cầm cái gì là đập xuống. Dạ. Đập xuống. Dạ, nếu mà đang ngồi trên xe thì đập cái kính xe vậy. Rồi đó coi. Dạ. Rồi có hành hạ bản thân mình không? Dạ không. Thế còn em, bà xã em, đó, có thật xấu gì không? Mỗi lần mà em đi ăn với đồng nghiệp công ty chẳng hạn là vợ em lại khó chịu, giống kiểu như là vợ em theo cái suy nghĩ của em là gia đình hai vợ chồng đi làm từ sáng tới tối rồi thì chỉ có một buổi tối để ăn cơm với nhau thôi, thì tại sao không dành thời gian buổi tối để cho gia đình mà lại sao đi ăn ở bên ngoài. Mà em cũng có giải thích là đôi khi em cũng cần phải phát triển cái mối quan hệ em bên ngoài xã hội nữa. Mỗi lần mà em về em nói là thôi đêm nay anh có việc với công ty đi ăn ngoài, vợ em lại câu mày lại kiểu như không cho đi. Thì em vẫn đi thôi, em vẫn đi mà em biết là trên đường về là em phải chuẩn bị tinh thần về và xuống nước rồi. Vậy em chỉ có cái tật xấu thôi. Khó chịu khi mà chồng đi ăn mà có bia không? Là có chứ. Đó thì đó. Anh nghĩ là chắc vợ em không thích. Dạ, em uống bia đúng không? Dạ không hẳn, tại vì em muốn là cái gì nó cũng phải, ý là có sự thông báo trước vậy ạ. Giống như là buổi tối đó mình hẹn với chồng là tối đó nấu món gì thật là ngon đi. Nhưng mà tự nhiên về đùng một phát vợ đang nấu vậy kêu thôi tối nay không ăn ở nhà, đi ăn chỗ khác, đi ăn ở công ty, thì mình lại bị dạ. Mình bị hụt hẫng. Dạ. Rồi cái mong muốn của em đối với chồng em là như thế nào? Dạ thực sự thì anh ấy là một người chu đáo cho gia đình. Em chỉ mong với anh là bớt nóng tính lại thôi. Dạ. Cảm ơn em. Trong quá trình này thì em cũng gọi là
em cũng biết suy nghĩ của vợ em là nó phải là ưu tiên cái thời gian gia đình nhiều hơn. Và em cũng qua chương trình này cũng mong vợ em là hãy hiểu cho cái công việc của anh nữa. Thì đừng có ít cằn nhằn lại, bởi vì cằn nhằn nó mau già lắm. Thì đừng có để những cái chuyện buồn như thế mà khiến cho cái nhan sắc nó xuống cấp nữa. Ngồi rồi. Nhất là trong giai đoạn này đó đúng không? Dạ. Chị chỉ có một cái điều mà chị muốn chia sẻ với tụi em thôi ha. Ngay thời điểm này ha, chị nói là ngay thời vợ em đang có bầu. Và vợ em là cái người mà thường là im lặng trong cái lúc mà hai vợ chồng gây lộn. Có nghĩa là cái hướng nội của vợ em á nhiều hơn là hướng ngoại. Mà cứ bị buồn hoài hoặc là thiếu sự quan tâm hoặc là bị hay suy diễn á, thì nó sẽ ảnh hưởng tiếp tục. Đầu tiên là ảnh hưởng đến bé. Sau đó khi mà sanh xong rồi á, là sẽ rất dễ bị trầm cảm. Thì chị muốn như vậy nè, ở cái thời điểm này cho đến lúc vợ em sanh, về phần em á, em phải nói, em đừng im lặng nữa. Còn em cũng vậy, ví dụ như là cái người mà làm dự án á, đúng là mối quan hệ quá nhiều. Thì đầu tiên là em phải thông cảm về vấn đề đó cho chồng mình. Có những cái đột xuất, đúng không? Nhưng cái đột xuất đó đừng có bị nhiều. Bất kỳ lúc nào có thể dành được thời gian đó cho vợ thì nên dành. Đó là chị chia sẻ với tụi em như vậy thôi. Được mà đúng không? Được. Được đúng không? Được đúng không? Nên được. Được. Nên được, phải được. Đó. Rồi, chúc em hai vợ chồng em luôn luôn hạnh phúc và cười tươi như thế này ngoài. Nghe, được im lặng nữa. Chúc cho em bé từng ngày và phát triển thật mạnh khỏe nha. Cảm ơn anh. Và bây giờ là đến phần kiểm tra quý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên là một bộ sản phẩm gối cao su Đồng Phú được sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên. Món quà thứ hai đó chính là một phiếu chăm sóc da, cơ thể, sức khỏe và sắc đẹp tại hệ thống Mầm Gạo Spa trị giá 10 triệu đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một suất chụp hình kỷ niệm dành cho cả gia đình trị giá 6 triệu đồng được áp dụng tại thương hiệu áo cưới cao cấp Allen. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại đâu nghe lưng kỹ lại. Câu hỏi nha. Vợ chồng bạn thích đi du lịch ở đâu nhất? Vợ chồng bạn thích đi du lịch ở đâu nhất? Rồi hai vợ chồng quay qua. Rồi, đây. Hai vợ chồng bạn thích đi du lịch ở đâu? Em Thailand. Sawadikap. Hai vợ chồng bạn thích đi đâu? Em biển Đà Lạt. Đâu rồi? Chất quốc luôn. Người trên núi, người dưới biển. Như vậy là cặp vợ chồng của em sẽ được ưu tiên chọn một trong 4 màu sắc này. Chọn đi màu nào? Em chọn màu vàng. Màu vàng. Bên đây màu gì? Màu xanh. Rồi mời hai vợ chồng chúng ta đặt tay lên thùng, nhưng mà đừng mở ra. Thuận và chị Vân sẽ mở trước. Mong cái gì đếm đi. 1 2 3. Mời hai vợ chồng chuẩn bị. Đếm nào. 1 Bùm. Wow. Chúc mừng hai vợ chồng em. Em có thể sẽ làm cho làn da của mình đẹp hơn khi mà bà em vừa nhận được một phần quà, đó chính là một phiếu chăm sóc da và cơ thể trị giá 10 triệu đồng được sử dụng tại Mầm Gạo Spa. Và cũng chúc mừng cặp vợ chồng của Kiều Nhi đã may mắn nhận được một phần quà, đó chính là một bộ sản phẩm gối cao su Đồng Phú được chiết xuất từ 100% cao su thiên nhiên. Kính thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son đến đây đã hết. Rất mong gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trong chương trình Vợ Chồng Son trên HTV7.